Tiếp tục trở lại với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Thanh Tùng hiện nay đang có mặt ở ngoài trời thành phố Hà Nội. Anh Thanh Tùng ạ, như anh chia sẻ ít phút trước thì vào đêm nay thì miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội có thể có mưa dông. Không biết là mưa có kéo dài trong 4 ngày nghỉ lễ sắp tới hay không thưa anh? Vâng thưa chị Mai Ngọc cũng như là quý vị khán giả, trong kỳ nghỉ lễ này thì mưa được dự báo là vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội ạ. Đặc biệt là trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tức là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 thì xác suất mưa được dự báo là 65-75%. Mưa gián đoạn trong ngày, thế nên là tạm chấm dứt nắng nóng. Nhưng mà 2 ngày sau đó, tức là 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ là ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 thì lại mưa giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn và mưa thì chủ yếu là xuất hiện về đêm và sáng sớm diễn ra ở khu vực vùng núi. Mưa giảm, nắng xuất hiện nhiều nên là nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Như là thủ đô Hà Nội ngày mai được dự báo có mức nhiệt là 33 độ thì 3 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nhiệt độ sẽ tăng lên đạt ở mức là 34 độ. Thời gian nóng nhất là từ 12-15 giờ. Vào buổi tối các ngày nghỉ lễ thì không khí khá là dễ chịu, nhiệt độ hạ xuống còn ở mức là 26-27 độ. Với khu vực miền Trung thì cả kỳ nghỉ lễ về cơ bản là thời tiết sẽ là nắng nhiều và khá là nóng. Như là thành phố Đà Nẵng thì mức nhiệt được dự báo cao nhất trong suốt kỳ nghỉ lễ sẽ là từ 33-35 độ. Và trong những ngày nắng mạnh, nhiệt cao như thế này thì chỉ số tia UV cũng sẽ rất là cao thưa quý vị. Và cũng không riêng gì Đà Nẵng đâu mà nhiều điểm đến khác của khu vực miền Trung mà có thể là quý vị sẽ lựa chọn trong dịp này như là Huế, Hội An hay là Nha Trang thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV được dự báo có thể ở mức 9-10, tức là có thể gây hại cho da và mắt của chúng ta nếu như chúng ta di chuyển lâu ở ngoài đường. Thế nên là khi di chuyển ở ngoài đường thì quý vị hãy chú ý các biện pháp che chắn cũng như là bôi kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Về chiều tối thì miền Trung sẽ có mưa nhưng mà những cơn mưa này lượng nhỏ, rất nhanh không đáng kể nên là quý vị cũng có thể yên tâm về tình hình thời tiết. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa lại có xu hướng gia tăng trong những ngày nghỉ lễ. Những cơn mưa xuất hiện đều đặn vào khoảng chiều tối và xác suất mưa sẽ khá là cao, có thể lên tới là 85-90%. Và cục bộ vẫn có những điểm mưa to, lượng mưa có thể là xấp xỉ 50mm và chúng ta cần phải đề phòng với sấm sét, gió giật mạnh. Buổi sáng và trưa thì trời nắng gián đoạn. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trong cả 4 ngày sẽ không quá 34 độ, thế nên là thời gian nóng trong ngày khá ngắn, chỉ diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tiếng buổi trưa. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin thời tiết dự báo cho cả kỳ nghỉ lễ ở khắp mọi miền của đất nước chúng tôi đã gửi đến quý vị. Hy vọng là quý vị đã kịp ghi nhớ để chúng ta có thể chủ động cũng như là thuận lợi hơn trong các kế hoạch và trong các lịch trình di chuyển của mình. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay của Việt Nam hôm nay. Thông tin rất hữu ích về thời tiết vừa rồi.